Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Sơn từ ô tô Mitsubishi Quảng Bình. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cái tính năng mới trên hệ thống giải trí của xe Mitsubishi Outlander. It's the master of style, the symbol of power, the definition of comfort, it's the keeper of safety. Thay vì là đầu DVD như trước kia, thì hệ thống giải trí mới trên Mitsubishi Outlander 2019 sẽ là một màn hình Android 6.75 inch sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung thay cho công nghệ điện trở. Nó sẽ giúp cho cái tốc độ phản ứng của mình rất là nhanh nhạy so với trước kia. Nhưng bây giờ tôi có thể giới thiệu qua. Thấy tốc độ phản ứng của màn hình nó sẽ nhanh nhạy hơn rất nhiều. Ở đây thì chúng ta có những chức năng cơ bản như radio, Bluetooth, video player, chúng ta có kết nối điện thoại, ứng dụng. Ngoài ra thì ở cái hệ thống giải trí mới này thì chúng ta sẽ có thêm cái tính năng đó là Apple CarPlay, Android Auto và Mirrorcast. Đầu tiên là Apple CarPlay. Thì để kết nối, chúng ta mở khóa điện thoại iPhone và kết nối điện thoại bằng dây USB vào cổng ở trên màn hình. Thì Apple CarPlay sẽ được kết nối biểu tượng ở trên màn hình. Đấy, từ đó thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại, nhạc, bản đồ, những cái tính năng mà Apple CarPlay hỗ trợ. Đồng thời sử dụng ra lệnh giọng nói cho Siri thì bằng cái phím tắt ở trên tay lái ngay đây. Hey Siri. Have a good day. Tiếp theo là Android Auto. Thì cái cách kết nối cũng đơn giản, nhưng mà đối với điện thoại Android thì chúng ta cần phải cài đặt Android Auto trên điện thoại của mình. Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ kết nối qua USB. Và chúng ta sẽ bật vào biểu tượng những cái chuột. Thì đối với Android Auto thì chúng ta cần phải cài đặt thêm các ứng dụng bổ sung để có thể sử dụng một cách đầy đủ nhất tùy theo kỳ ý thích của mình. Còn về cơ bản thì chúng ta sẽ có dẫn đường điện thoại. Chúng ta có thể ra lệnh dẫn đường bằng tiếng Việt sử dụng Google Maps. Bánh lọc mê xuân. Hiển thị kết quả cho bánh lọc mê xuân. Đấy, thì chúng ta có thể tìm đường tới cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Đồng Hới. Đó là quán bánh lọc mê xuân. Và cuối cùng là tính năng Mirrorcast. Tính năng này thì cho phép chúng ta phát màn hình điện thoại của mình lên cái hệ thống màn hình của xe Mitsubishi Outlander, sử dụng cho cả những cái điện thoại Android và điện thoại Apple. Thì để sử dụng, chúng ta sẽ vào video player, chúng ta sử dụng Mirrorcast. Sau đó đối với điện thoại Android thì chúng ta sử dụng tính năng Smart View, hoặc là đối với điện thoại Apple thì chúng ta sử dụng hình chiếu. Thì đây chúng ta có nhìn thấy tên thiết bị là Clarion. Vâng, vậy là Mirrorcast đã được kết nối. Thì khi đó thì chúng ta thì thấy được là màn hình của điện thoại là được chiếu lên màn hình của hệ thống giải trí Mitsubishi Outlander. Đấy, từ đó thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các tính năng y như trên màn hình điện thoại vậy. Thì rất là đơn giản. Và cái tốc độ phản ứng thì cũng khá là nhanh nhạy. Vừa rồi là một số tính năng trên hệ thống giải trí của xe Mitsubishi Outlander nâng cấp 2019. Thì quý khách có nhu cầu trải nghiệm và sở hữu các dòng xe của Mitsubishi thì vui lòng ghé thăm showroom Mitsubishi Quảng Bình tại số 253 Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hoặc liên hệ tới hotline 0911 067337. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.